Hóa ra trình diễn viên Đàm Tùng Vận là người dẫn mồi cho Trương Tân Thành. Trong bộ phim lấy danh nghĩa người nhà, Lăng Tiêu Tổng Y Long và Tiêm Tiêm Đàm Tùng Vận là một cặp đôi vô cùng lãng mạn, nhưng ngoài đời Đàm Tùng Vận với Trương Tân Thành có quan hệ khá thân thiết. Sina đã tiết lộ chính Đàm Tùng Vận là người giới thiệu diễn viên Trương Tân Thành đóng vai anh nhỏ Hạ Tử Thu. Khi Đàm Tùng Vận nghe tin vai diễn Hạ Tử Thu chưa chọn được diễn viên, cô là người đã giới thiệu Trương Tân Thành cho đạo diễn. Dù ban đầu đạo diễn không có ý định chọn Trương Tân Thành, nhưng sự thể hiện rất bất ngờ của nam diễn viên đã giúp anh giành được vai diễn này. Biết được thông tin này, cư dân mạng vô cùng hào hứng ship ngay anh nhỏ Hạ Tử Thu với cô em Lý Tiêm Tiêm. Nhiều người còn hy vọng cả hai diễn viên sẽ thành đôi ở ngoài đời. Bộ phim lấy danh nghĩa người nhà xoay quanh câu chuyện trưởng thành của ba anh em cùng cha khác mẹ, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm. Trải qua những vấn đề khó khăn nhưng lại tình cờ chung một chỗ và trở thành anh em, anh cả Lăng Tiêu Tổng Y Long, bố mẹ đẻ Lăng Hòa Bình và Trần Đình, ly hôn từ lúc anh còn nhỏ. Bố thiếu sự quan tâm, mẹ lấy chồng mới, sinh con khác, ít gặp. Anh hai Tử Thu Trương Tân Thành, bố mẹ cũng đã ly hôn. Mẹ là Hạ Mai đặt cho con theo họ, vì đã sinh ra và một mình nuôi dưỡng Tử Thu. Rồi để anh lại cho người quen Lý Hải Triều đi làm ăn xa. Em út Lý Tiêm Tiêm Đàm Tùng Vận, con gái của Lý Hải Triều, mẹ mất sớm, bố gà chồng nuôi con. Cả ba người được hai người cha Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình cùng nuôi nấng. Họ nương tựa lẫn nhau trưởng thành cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người anh trở về gia đình vốn có của mình. Một bên là người nhà đã nhận định, đã quý trọng lẫn nhau. Một bên là cha mẹ ruột nhưng lại quan hệ hết sức lạnh nhạt, thậm chí mâu thuẫn. Bối cảnh tạo nên sự khó lựa chọn trong đời sống gia đình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.